Xin chào tất cả mọi người, em là Phạm Chí, đến từ Đồ Xưa Tuyển Chọn Gò Dốc. Hôm nay lên một chiếc treo tường cho anh em mình tham khảo ha. Thì như anh em thấy, anh em đoán ra được chiếc đồng hồ gì là đúng mà. Đó chính là Rizal anh em ha. Video clip này nó cũng khá dài ha. Mỗi lần mà quay Rizal thường thì nó cũng khá lâu. Nhưng đây cả những chiếc đồng hồ, nó đếm thật sự mà nói là nó đếm trên đầu ngón tay ở thị trường Việt Nam. Cho nên những chiếc đồng hồ này nếu anh em không sở hữu được hoặc anh em không mua được thì anh em mình cứ xem và tham khảo ha anh em ha. Tại vì nó cũng không phải là những dòng đồng hồ mà gọi là có nhiều ở Việt Nam ha. Đây là chiếc thứ hai em may mắn sở hữu được. Chiếc đầu tiên thì chưa kịp quay thì đã về thành phố Gia Lai xinh đẹp ha. Còn chiếc này là chiếc thứ hai mà may mắn em có được, muốn chia sẻ đến mọi người xem. Những chiếc đồng hồ này thật sự mà nói nó đếm trên đầu ngón tay ở thị trường Việt Nam anh em ha. Nhiều anh em thì chỉ có thấy nó ở trên mạng thôi chứ ở ngoài thì mình cũng chưa thấy nó đâu. Rồi em không nói xa hơn nữa, đây chính là chiếc Rizal Ramona. Rizal Ramona, anh em mình đi soi xem nó có cái gì hay anh em ha. Rồi trước tiên cũng như mọi khi em báo kích thước cho anh em mình dễ hình dung, nó cao tổng thể là 1m18 anh em ha, ngang là 47,5, sâu là 26 cm, đường kính mặt số là 20 cm. Chiều cao thì nó tính từ ở ngay cái con tiện cuối này đến cái con tiện ở cao ở trên anh em ha. Đó, còn cái chiều ngang là cái chiều ngang của cái mão này, chiều ngang của cái chỉ trên nè. Đó, và cái chiều sâu của nó, như là mình đo cái kích thước mà nó, cái chỗ nào mà nó to nhất để cho anh em mình có cái nhìn để dễ vị trí lắp đặt ha anh em ha. Và đây nó cũng nằm trong cái catalog gia phả của Rizal anh em ha. Đó, đây, nó đây. Đây là Rizal Ramona. Mình chơi cái gì mà mình chứng minh được nó là đồ nguyên bản thì thật sự mà nói nó rất giá trị anh em ha. Đó, chứ không có chơi cái kiểu đầu gà rít vịt anh em ha. Đó, máy thì dày thùng thì khác ha. Chơi Rizal được cái là nó nguyên bản anh em ơi. Quên, em đi lấy cái thang. Đây, bỏ cái thang đây. Rồi đó. Anh em mình nhìn trên video á thì thấy nó nhỏ anh em ha, nó nhỏ nhưng mà ở ngoài nó to lắm anh em ơi. Anh em thấy nó cái kích thước nó đạt đến 1m18 là gần 1m2 ha. Chiều ngang của nó là gần 50 cm đó anh em nghĩ. Rồi chiều sâu của nó là 26 cm, nó rất là dày cơm. Để em quay sơ từ dưới lên trên cho anh em mình cảm nhận trước cái đi ha. Đó, Rizal Ramona. Những cái con như thế này anh em thật sự mà nói mình soi nó mình thấy nó sướng lắm anh em ơi, sướng lắm. Và anh em thấy cái chất liệu gỗ này thì anh em cũng đã biết rồi ha, đây là phiên bản gỗ sồi anh em ha. Đó, gỗ sồi Mỹ. Đó, nó riêng cái bộ vỏ này anh em nó nặng 15 kg anh em ha. Riêng cái bộ vỏ này không, chưa có máy ha, chưa có máy mặt số, chưa có quả lắc gì hết thì nó đã nặng 15 kg anh em ha. Bộ vỏ này không, toàn bộ vỏ đều là gỗ thịt anh em ha, từ cái mão thân vỏ không có một miếng dán ép nào trong đây hết anh em ha. Đó, chơi Rizal có nghĩa là sao à, tất cả được sự hoàn thiện bằng gỗ thịt hết. Anh em cảm nhận nó là bằng gỗ thịt hết. Đó, gỗ sồi Mỹ, không có một miếng dán ép anh em ha, kể cả cái hậu cũng không phải dán ép luôn, cái hậu nó cũng là miếng dán luôn nha anh em. Đó, nó là gỗ thịt luôn ha, không có một miếng dán ép nào hết. Thì anh em biết rồi, những cái thùng mà nó được làm từ gỗ thịt thì thật sự mà nói nó rất giá trị. Và nó nồi đồng cối đá có nghĩa là sao, có nghĩa là cái độ bền của nó rất là cao so với những cái thùng dán ép anh em ha. Đó, thì chơi gỗ thịt, dân chơi gỗ đó, anh em nào mà chơi gỗ ai cũng muốn sở hữu mình những cái đồ vật của mình được sản xuất ra từ gỗ thịt anh em ha, chứ không ai muốn chơi dán ép cả.
đó, gỗ thịt nó có, nó rất là hay anh em ơi. Đây là cái phần chỉ bên trái đây nha anh em, mình xôi kỹ vô anh em, kiểm tra chung với em xôi kỹ vô đó, anh em coi cái mão của nó nè. À, rizal thì bắt đầu em nói từ đục ha, đục anh em coi cái con tiện nó nè, đó anh em coi con tiện đây. À, những cái chi tiết này rất quen thuộc ha, đó là ngôn ngữ thiết kế của rizal rất đẹp anh em ha. Đó, đây con tiện nó, anh em nhìn thấy nó đó. Tất cả đều bằng chạm bằng thủ công anh em ha, hoàn thiện bằng thủ công. Cho nên một chiếc Rizal á, anh em mà sở hữu nó là độc nhất vô nhị anh em ha. Không có con nào giống con nào. Tại vì làm bằng tay thì nó không thể nào có giống nhau. Đây anh em coi, dạng nó cỡ này mà. Đó, gỗ thịt anh em ha. Độc tay. Còn đây là cái phần chỉ bên phải đây anh em. Đó, anh em coi xôi chỉ vô giùm em nha. Đó. À, những cái con này thường nó được rất được ưu tiên anh em ha. Với một cái thiết kế cửa sổ bên hông, anh em nhìn cái kiến này quen thuộc mà. Đó, cái kiến này nó hay xuất hiện trên làm cái nền của con Colorado anh em, kiến hoa văn ha. À, cái kiến này mà bể thì cũng ăn mài luôn. Đó, đây anh em coi. Đó, kiến hoa văn rất đẹp anh em ha. Đây anh em nhìn cái sự chỉnh chu của một cái con đồng hồ từ cái chi tiết ron ha, những cái điểm nhỏ xíu thôi. Đó, nó rất được rất chỉnh chu anh em ha. Anh em coi cái ván gỗ thịt của nó. Đó, gỗ thịt đó, anh em coi cái độ hoàn thiện của nó. Rồi, đây là cái cặp song tiện ha, trước của nó đây. Đó, tất cả anh em để ý cho em. Đục tay hết anh em ha. Đục Đục tài hết đục tài luôn. À, nó rất nhiều cái chi tiết hoa văn. À, còn đây là cái cửa sổ bên phải anh em ha. Nó rất nhiều cái chi tiết để mà làm nên cái con đồng hồ này anh em ha. Tất cả các chi tiết đục tài rất là khéo luôn. Anh em coi cái khung trước của nó. Quá trời quá đất luôn. À, đục tài. Anh em thấy hai cái bông này mình tưởng nó giống nhau nhưng mà nó khác nhau anh em ha. Khác nhau. Đục tài thì không thể nào giống nhau được. Rồi anh em mình đi coi cái phần này, anh em coi. Nó nhấn nhá một cái điểm này rất hay. Đó. Gỗ. Nồi đông cối đá này mà gỗ thịt anh em ơi. Đục tài đây anh em ơi. Rất nhiều chi tiết anh em ha. Rất nhiều. Con này nó là dạng thiết kế dạng váy theo ngôn ngữ chung của châu Âu anh em ha. Đó, dạng váy băng công dưới. Đó. Dạng váy băng công dưới. Đây là phần bên phải đây nè. Nhìn con tiện nó thôi là đủ phê rồi anh em ơi. Đục tay đây nè. Đây. Cái cảnh bên phải đây nè. Còn đây là cái phần song tiện ở dưới ngay chỗ ban công này nè. Đó. Đây. Đây ban công đây. Ban công dưới nè, phần song tiện. Đó. Nó làm cho một cái con đồng hồ nó rất nhiều chi tiết. Nó đẹp lắm nè. Còn đây là cái phần đuôi đây nè. Đó. Phần đuôi này anh em nhìn thấy quen anh em ha. À, nó xuất hiện trên những cái đuôi của những cái con Rizal như là Barbara rồi con Carissano, nó cũng sử dụng những cái thiết kế như thế này nè. Đó. Cái đường chạm của nó này. Đây. Đây. Anh em soi kỹ vô anh em, đã chơi là phải soi anh em. Soi kỹ vô anh em. Chơi lên tới cái level này anh em thì mình phải soi kỹ vô. Đó. Đẹp hơn anh em. Phê chưa anh em? Ra sổ mà anh em. À, rồi đây tem đồng ở trong ha, tem đồng. À, anh em thấy cái quả lắc sư tử không ạ? À? Quả lắc sư tử đặc trưng ha, rất đẹp. À, quả lắc đồng sư tử. À, đặc trưng của Rizal. À, thôi anh em mình đi xôi tiếp tới phần mặt sổ.
À, em soi cho anh em coi cái phần trên đầu. Họ làm rất chỉnh chu anh em ha, rất sạch sẽ chỉnh chu. Đồ luxury nó khác. Nên nó nồi đồng cối đá. Rất là chỉnh chu anh em ha, sạch sẽ chỉnh chu. Dày. Đã lắm anh em ơi. Đây. Quán này anh em coi nè. Gỗ thịt này nè, gỗ thịt. Gỗ thịt. Ròn chân kiến này nè, nên kiểm tra kỹ với em ha. Ròn chân kiến, bản lề đây nè, bản lề đồng đặc trưng của Razor, bản lề đây, tem đồng đây nè, tem đồng Razor đây, chữ ký đây nè, chữ ký đây nè. Rồi, anh em mình đi soi cả mặt số nha. Thì như em nói, những cái chiếc Razor của anh em, thì những cái mặt số của nó ở chính giữa nó đều có một cái tích anh em ha, một cái biểu tượng gì đó, một bức tranh gì đó rất là huyền bí. Đó, anh em coi nè, đây nó là một cái con gì anh em ha. Đó, và tất cả đều là tỉa tai anh em ha, đều làm bằng thủ công hết, tỉa tai thủ công hết. Đây thương hiệu Razor đây anh em thấy cái những cái nét nó rất là thô ha, đó những cái nét thô đó rất là thô luôn, tại vì người ta làm bằng tay hết, người ta tỉa tai hết anh em ha. Rồi, đây là những số ceramic anh em ha. Hạt mềm. Đó. Em quay từ từ cho anh em mình cảm nhận ha. Mặt đồng men hạt, tỉa tay rất tỉ mỉ. Từng chút. Cặp kim đặc trưng anh em ha. Đó. Đây, quả lắc đây anh em. Đó. Con này thì nó cấu hình là 12 gông 12 búa. Chơi ba bản nhạc anh em ha. Ở đây là cái phần chuyển bài đây. Anh em mình đã hết giờ trái là tắt chuông ha. Nó có bốn nấc ha. Nấc thứ nhất là Westminster ha. Tới Stan Michael và Whistington anh em ha. Đó. Và rồi đây. Về cái chi tiết phần máy cũng như mọi khi anh em ha. Anh em có thể em có để trên website hoặc quay web đồ xưa tuyển chọn.vn hoặc là anh em click vào cái link ở cái phần mô tả đó à, thì anh em sẽ xem được chiếc máy này từng chi tiết đó, và luôn luôn là vậy anh em ha. Chiếc máy là trái tim con đồng hồ cho nên nó phải được bảo dưỡng kỹ trước khi giao lưu, đó là quy trình bắt buộc bên anh em ha. Đó, con nào cũng vậy, 1 triệu cũng vậy, 10 triệu cũng vậy, 100 triệu cũng vậy, nó đều là con đồng hồ và phải được trao chuốt chiếc máy cho nó thật kỹ anh em ha. Cái hậu đằng sau cũng là gỗ thịt anh em ạ, không có một miếng dán ép nào hết. Đó. Rồi tới cái phần cực kỳ hay. Đó, em vừa định nói thì nó dạo luôn, sáng ăn cơm sườn anh em ha. Westminster anh em mình nghe Westminster trước nha. Phê chưa anh em? Razor. Mỗi khi Razor mà nó đánh là em mà quay clip là em ngồi cái bơ là em cũng đủ phê anh em ha. À, Razor nó cũng giống như những cái hãng đồng hồ khác anh em ha. Nó đều có một cái tiếng chuông đặc trưng rất là hay luôn. Nó quýnh như piano anh em, nó rải ngàn như piano, và cái tiếng âm điểm giờ của nó cực kỳ to anh em ha. Cái điểm giờ của nó là cực kỳ to và cực kỳ ngân. Nó điểm cái độ decibel của nó rất lớn anh em ha. Đó. Đó, đặc trưng của tiếng chuông Razor ha. Anh em nào mà đã chơi Razor rồi á, à, mình chỉ cần đứng ở chỗ nào mình nghe là mình biết Razor đã đánh rồi. À, anh em nghe xanh lại còn ha.
quá đã anh em ha. Đặc trưng của Rizal, nó quýnh to kinh khủng. Nhưng to mà nói hay anh em ha. Có nghĩa là mỗi hãng đồng hồ nó đều có một cái tiếng chuông đặc trưng anh em ha. Đó, thì đây là cái xét về phương diện cá nhân thôi. Thì em cảm giác nó quýnh rất là thánh thoát, rất là nhẹ nhàng, rất là dễ nghe anh em ha. Và đặc biệt cái âm của nó cực kỳ lớn, nó to, nó lớn lắm, độ decibel nó rất cao anh em ha. Em sẽ quay sơ sơ cho anh em mình xem lại ha. Chơi đồng hồ cơ anh em thì nó sẽ có rất nhiều cái để mà mình nhận định một cái con đồng hồ ha. Thì trong đó nó sẽ có ba yếu tố. Thứ nhất là về thân vỏ, thứ gì là về phụ kiện chẳng hạn như là mặt số, tạ, đặt hay là như thế nào anh em ha. Thứ ba là chiếc máy. Đó, chiếc máy thì anh em biết rồi đó, thì nó sẽ tương ứng với thân vỏ, thì nó sẽ tương ứng với nó độ đẹp và độ chắc chắn anh em ha. Thứ nhì là phụ kiện nó còn chuẩn đẹp. Thứ ba là bộ máy và gông cho nó có một cái âm thanh cực kỳ hay. Đó là mình đánh giá những con đồng hồ cơ theo những cái tiêu chí đó anh em ha. Và Rizal Ramona, thật sự mà nói nếu anh em nào ở Sài Gòn cứ ghé qua em xem ha. Còn anh em nào ở xa cứ việc gọi video call, anh em muốn xem cái gì em sẽ quay cái đó cho anh em mình xem ha. Anh em nào ở gần thì cứ qua xem ha. Không nhất thiết qua xem là phải mua anh em ha. Mình qua mình trải nghiệm giao lưu chơi không vấn đề gì hết ha. Không phải là cứ gì cứ qua xem là mua anh em ha. Cứ qua xem và trải nghiệm. Em ở đây là em muốn tạo một cái sân chơi giao lưu ha. Những cái video clip như thế này á, em chắc chắn anh em sẽ tìm kiếm ở Việt Nam chỉ có một duy nhất một mình em ha. Hiện tại đó thì mới có được những cái video clip như thế này anh em ha. Đó, những cái con đồng hồ như thế này. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem clip. Nếu thấy hay hãy cho em một nút đăng ký, một nút chuông kế bên để nhận thông báo em sẽ review những chiếc đồng hồ, những món đồ xưa gửi đến cho mọi người mình tham khảo ha. Em còn rất rất là nhiều. Rồi, hẹn mọi người vào video tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt. Rizal Ramona.